Xin chào các anh em, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về những cái sự kiện, những cái nội dung đã và chuẩn bị diễn ra trong cái phiên bản cập nhật 1.3. Chúng ta đã đi được hơn 1 phần 3 chặng đường của phiên bản cập nhật 1.3 với hai sự kiện, đó chính là cái sự kiện chụp ảnh với là cái sự kiện Tết Hải Đăng. Và ngay bây giờ thì cái sự kiện Tết Hải Đăng thời gian còn lại sẽ là 8 ngày và các anh em sẽ tranh thủ bất chút thời gian chúng ta cùng thực hiện hết để nhận được rất nhiều những cái phần thưởng giá trị ở trong cái sự kiện Tết Hải Đăng. Tuy nhiên là nửa cuối của phiên bản 1.3 nó vẫn còn rất nhiều những cái sự kiện hấp dẫn để cho chúng ta tham gia. Thì trước tiên mình muốn nói với các anh em về một cái đạo cụ mà có lẽ giờ mình với lại các anh em cũng đều quên rồi, đó chính là máy biến đổi tham số. Ngay khi mà vừa qua phiên bản 1.3 thì chúng ta đã làm cái nhiệm vụ tại LAN, hội trưởng Hiệp hội Nhà mạo hiểm Liege. Và cái phần thưởng nhận được đó chính là cái máy biến đổi tham số. Tuy nhiên là không biết các anh em có giống mình hay không, là sau khi mà nhận phần thưởng của máy biến đổi tham số thì nó sẽ cooldown thời gian là 1 tuần. Vì vậy cho nên là mình quên bẵng luôn và bây giờ đã hơn 2 tuần rồi mà mình cũng đã không còn nhớ tới là có tồn tại của cái máy biến đổi tham số. Đến khi mà mình vào trong cái đạo cụ nhỏ mình mới phát hiện ra, wow, mình đã quên sử dụng cái máy biến đổi tham số. Thì cái máy này nó có khả năng biến đổi những cái nguyên liệu mà chúng ta không dùng nữa trở thành những cái nguyên liệu ngẫu nhiên. Đa số ở trong đó là chúng ta có khả năng dùng được. Tuy nhiên là cái phần thưởng nó rất là nhỏ. Nếu như mà anh em nào mà lỡ quên chưa sử dụng cái máy biến đổi tham số thì cũng không sao. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về một cái sự kiện Out Game đang diễn ra nằm trên website. Để tham gia thì các anh em có thể click vô link nằm trong mail nó vừa mới gửi, hoặc là chúng ta vào trong trang thông tin, hoặc là vô trong trang chủ của Genshin Impact thì đều có link dẫn tới cái website của cái sự kiện Ước Nguyện Gửi Minh Tiêu, với cái dòng giới thiệu cực kỳ hấp dẫn: điểm sáng 5 loại đèn tiêu cùng nhau chia 1 tỷ thượng nguyên thạch. 1 tỷ luôn các anh em, nghe là thấy ham rồi đúng không nào? Mình giả dụ là số người chơi cái sự kiện này của Genshin khoảng chừng 1 triệu người đi, thì rõ ràng là mỗi người sẽ chia nhau 1.000 nguyên thạch. Và trong thời gian nhận thưởng, những cái nhà lữ hành mà thắp sáng đủ 5 loại đèn tiêu thì có thể nhận được phần thưởng nguyên thạch. Nhưng mà ở đây nó ghi rằng số lượng ngẫu nhiên tại giao diện sự kiện này. Cái quan trọng là số lượng ngẫu nhiên đó các anh em. Ở trên thì nó ghi là chúng ta sẽ chia sẻ 1 tỷ nguyên thạch, nhưng ở dưới thì nó lại ghi là số lượng ngẫu nhiên. Ok, mình chưa có rõ ràng cái điều này. Cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ không rõ ràng được cái số lượng nguyên thạch mà chúng ta nhận được. Tuy nhiên thì mình có thể chắc chắn với các anh em là nó sẽ dưới 1.000 nguyên thạch và trên 50 nguyên thạch. Trên 50 nguyên thạch và dưới 1.000 nguyên thạch, đó là cái số nguyên thạch mà chúng ta nhận được trong cái sự kiện lần này. Nhìn chung thì chưa rõ ràng nhưng mà miễn có quà, có nguyên thạch là vui rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử tham gia xem nó như thế nào nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng nhập tài khoản và chọn server. Thì các anh em lưu ý, ở đây nó sẽ cho chúng ta thấy tên đăng nhập, ID cũng như là cấp độ. Vì vậy cho nên các anh em sẽ chọn đúng cái tên server của mình. Vì vậy cho nên là các anh em sẽ chọn đúng vào cái tài khoản nhân vật của mình. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào trò chơi. Thì nhìn chung nó là tiếng Việt nên sẽ không gây khó khăn gì cho các anh em. Bên trái thì nó sẽ có một cái nút hồi ức, nơi mà nó tổng kết lại tất cả những cái sự kiện đã diễn ra trong thời gian qua với những cái hình ảnh âm nhạc rất là hấp dẫn. Anh em nào mà có thời gian thì chúng ta có thể cùng nhau nhìn lại những cái nội dung mà nó đã tóm tắt ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ tiện tay chia sẻ luôn, tại đây cũng là cái nhiệm vụ để nó yêu cầu chúng ta mới nhận được số lượt thả đèn. Thì cái nhiệm vụ này nó rất đơn giản thôi, mỗi ngày sau khi mà chúng ta đăng nhập vào, chúng ta làm những cái yêu cầu của nó thì chúng ta sẽ được 4 lần thả đèn. Ở đây là nó yêu cầu chúng ta 3 nhiệm vụ của ngày hôm nay. Thứ nhất là khi đăng nhập là được một lần nè. Thứ hai là khi mà chúng ta chia sẻ cái giao diện giống hồi nãy là mình chia sẻ đó, thì chúng ta sẽ được thêm một lần. Và cuối cùng là chúng ta chỉ cần chọn vào đến để xem cái trang chủ của Genshin Impact ở trên Facebook là chúng ta sẽ được thêm 2 lượt thả đèn nữa. Là tổng cộng là chúng ta sẽ nhận được 4 lượt thả đèn. Ngày mai thì có lẽ là nó sẽ có những cái nhiệm vụ khác để cho chúng ta làm. Tuy nhiên là cũng chỉ là những cái nhiệm vụ tương tự như vậy mà thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ chọn vào nút thả đèn thì nó sẽ cho chúng ta ngẫu nhiên một trong 5 loại đèn tiêu. Thì mỗi loại đèn tiêu nó sẽ có những cái phần thưởng khác nhau, ví dụ như là Mora, sách kinh nghiệm, một ít Mora, có loại đèn tiêu thì nhiều Mora hơn. Và câu hỏi lớn của các anh em lúc này là làm sao để nhận nguyên thạch? Thì cái sự kiện này nó sẽ diễn ra trong 7 ngày, tức 1 tuần các anh em. Thì trong 7 ngày đó các anh em làm sao mình phải kiếm được 5 loại đèn tiêu khác nhau thì chúng ta sẽ đủ điều kiện để đăng ký chia nguyên thạch. Thì khi mà thời gian kết thúc, tức là ngày 26 nó sẽ tổng kết, thì nó sẽ tổng kết xem là có bao nhiêu người đủ tiêu chuẩn để chia 1 tỷ nguyên thạch. Ok, nhìn chung thì nó đơn giản như vậy thôi. Và với 7 ngày tham gia thì mình nghĩ rằng kiểu nào chúng ta cũng sẽ mở được 5 cái đèn tiêu này. Tiếp theo thì nhiều anh em hỏi mình là liệu chúng ta có cái nhiệm vụ truyền thuyết của Kenshin hay không. Thì mình rất là mong chờ, tuy nhiên là có lẽ là không có rồi. Và hiện tại là chúng ta vừa mới làm cái nhiệm vụ truyền thuyết của sao Trương Kim Sĩ Bằng Vương. Tuy nhiên là trong cái phiên bản này vẫn có thêm một cái nhiệm vụ truyền thuyết nữa vẫn đang được úp mở, có lẽ là của Hu Tao rồi.
Còn cái sự kiện dòng chảy điện mạch nhân hai phần thưởng của cái hoa tàng kim với là hoa chỉ thị mỗi ngày 3 lần thì nó sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 2 cho đến ngày 5 tháng 3. Như vậy là sau khi mà cái sự kiện Phết Hải đang kết thúc là một tuần nữa thì chúng ta mới có thể tham gia được cái sự kiện dòng chảy điện mạch. Còn cái sự kiện mà nó sẽ cử đội hình đi điều tra trấn áp quái vật á, thì hiện tại là chưa có thời gian ra mắt cụ thể, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ nằm ở trong phiên bản 1.3. Nhiều khả năng thì nó rơi vào cái khoảng thời gian 2 tuần cuối cùng sau cái banner Kaijin. Ok, như vậy là tạm thời chúng ta đang chỉ có những cái thông tin sự kiện như vậy. Có lẽ là vào tuần sau thì chúng ta sẽ không còn là Tết nữa. Và lúc đó, miHoYo sẽ cung cấp cho chúng ta những cái thông tin chính thức về cái nhân vật mới, cũng như là những cái sự kiện đi kèm cùng với là nhân vật mới ở khoảng nửa của cái phiên bản 1.3. Rất là kỳ vọng sẽ có thêm những cái sự kiện mới cũng như là những cái thông tin thật sự rất là hấp dẫn. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta cần phải chờ cho cái sự kiện Tết Hải đang kết thúc. Bye bye tất cả các anh em và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những cái video sau.